Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, tiếp theo chương trình phổ truyền sấm thi giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bài Vọng Bắc Hòa Nam. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu, năm Tân Tỵ. Nam Mô A Di Đà Phật. Lâm sơn rài đã rời ra, giáo trung lễ thương, vậy mà xét bàn giới luận đặng coi chân lý, lậu cơ trời thiên lý bài ra, thấy đời ta cùng thiết tha chiến tranh. Lời xe lời tình nghĩa mới tranh giành soi xé cùng nhau, phơi thay mà chẳng nung nao, tranh cùng trong gan. Lo bổn phận tháo ai trọn vẹn, chừng lập đời không thẹn tâm thân, cầu quân lý tứ ân chạm giả, nếu chẳng dình phải đỏ đừng than. Chừng nào tiếng sấm nổ vang, thất sơn lộ vẻ, đền vàng bao thay, chọn bên nước rủi mai trong đục, nếu chẳng chờ lục đục trễ chân. Yêu đời ta dạy làm ơn, lời ta khuyên nhủ như đàn bá nhà, trong bổn đạo gần xa ghi nhớ
phải thi hành phần tớ cho xong. Để sao đến việc long đông, xác thân khó thấy, mây rồng hỏi kia. Chớ trùng tính chạm bia trước mộ người phương thờ đặng độ chúng sanh, trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, canh non bồng kỳ hẹn ngày kia. Chúng ham làm chức nắp ni, ngày sau như thế vô địa quên nương. Nay nhầm lúc đêm hôm vắng vẻ, lặng lẽ mà nghe thở yên lặng để về nó gái gái ít điều rõ mấy thiên cơ. Người khôn nghe nói ngẩn ngơ, người ngu nghe nói mãi ngờ khùng mơ điên. Kẻ chẳng mến tình riêng hay ghét, ta tu hành hay mét làm chi, hồ thai cho bậc tu mi thân mình chẳng vẹn. Vậy thầy không mơ lâu, để đến việc gian lưng mà chịu, ai biết điều sớm liệu cho xong. Miệng sự thế nhiều ông kêu hành, tan dạy đời chẳng rảnh mà trên. Gió đưa nhầm lúc đêm thanh, lời ta dạy dỗ như nhành ghẹo chim. Gần công mài sắt nên kim, nhân công quyền bế răng tìm cho ra. Chiếc ít câu ngâm nga thổi thế, ta khuyên đời như kế trương thần
hết gần rồi lại nói xa. Nói cho sanh chúng rõ mà người già còn ghi mãi mãi đạo tu hành nói phải mà nghe. Ngàn năm đạo lý vẫn quên, bị ngươi cùng ngã xôi. Kinh giới sấm ngoài môi nó tùng, đạo suy đồi bãi lũng vì ai. Đêm nguồn chân lý bằng ta thương dân chúng lạc loài giống xưa. Mặc ý ai ghét ưa ghét định tâm thần xem xét thế nào. Dài đời chẳng nề công lao, khuyên người danh lợi chớ rào làm chi. Ngày sau đến việc sầu bi, thương đời ta mới làm thi khuyên đời, còn ăn nhẫn đợi thời chưa đến nên phải làm mà kẻ mến người khinh. Nam mô A Di Đà Phật.